Sau khi chiến tranh kết thúc, quân đội Mỹ đã giúp Iraq tái xây dựng lại đất nước, nhưng những công nhân Mỹ được gửi đến công trường đều đã bị một đội quân đào bắn chết. Đến hiện tại con số thương vong đã lên đến hàng chục người. Vì để ngăn chặn việc này, tướng Mỹ đã cử hai tay bắn tỉa đến công trường để tìm ra thủ phạm và tiêu diệt. Trong đó, tay bắn tỉa được cử đến tên là John, còn đồng đội là Isaac là một người quan sát. Họ phán đoán rằng kẻ địch là một tay bắn tỉa siêu hạng. Vì tất cả những người bị hắn bắn đều trúng đầu, hai người cũng không dám manh động, chỉ có thể nằm im một chỗ mai phục. Nhưng đã hàng chục tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy gì. Họ nghi ngờ kẻ địch náu đằng sau một bức tường chỗ công trường. Nhưng đã một thời gian dài trôi qua mà vẫn chưa thấy gì. Cái nắng của sa mạc làm John cảm thấy khó chịu. Anh không thể nằm im được nữa. Có lẽ kẻ địch cũng đã bỏ đi từ lâu, nên John đã quyết định sẽ đi đến hiện trường trước mắt để quan sát tình hình, mặc kệ lời ngăn cản của Isaac. John cứ thế tiến về phía bức tường mà không một chút đề phòng. Nhưng ngay khi John đi đến công trường, anh vẫn chủ quan, thậm chí còn nhảy nhót trêu đùa đồng đội. Isaac vẫn quan sát nhưng không phát hiện kẻ địch. Còn John thì cũng đi quanh hiện trường để tìm hung thủ. Nhưng gió thổi cát bay tứ tung khiến việc quan sát của anh càng khó khăn. Isaac cũng không nhìn thấy gì. Lúc này John cũng đã cảm nhận được có thứ gì đó không ổn. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị kẻ địch bắn cho một viên vào chân. Điều đó làm anh đau đớn nằm im tại chỗ. Thấy vậy, Isaac liền chạy đến chỗ John. Nhưng trên đường đi anh cũng không ngừng bị tấn công. Anh phải liên tục luồn lách để tránh những viên đạn. Cuối cùng thì cũng đến chỗ của John, nhưng kẻ địch vẫn tấn công dồn dập. Isaac chỉ có thể để John ở đó rồi chạy náu vào đằng sau bức tường. Nhưng vụ tấn công vừa rồi cũng làm anh bị thương ở chân. Giờ chỉ còn cách gọi cứu viện thì may ra họ mới được cứu. Thế là Isaac vội sơ cứu vết thương, sau đó liền liên lạc gọi cứu viện. Nhưng anten của bộ đàm đã bị bắn hỏng nên họ không thể liên lạc về cho căn cứ. John thử quan sát xung quanh nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra kẻ địch. Cứ nằm im đây thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị hắn hạ. Thế là anh đã quyết định sẽ bỏ sang chỗ bức tường cùng với Isaac. Nhưng Isaac cũng ngăn anh lại, vì làm thế anh sẽ bị hắn kết liễu ngay lập tức. Giờ chỉ còn cách là tìm ra vị trí của hắn, thì may ra họ mới có cơ hội sống sót. Giờ John không thể cử động tránh kẻ địch tấn công, nên mọi sự chỉ có thể trông cậy vào Isaac. Anh từ từ gỡ một miếng gánh trên bức tường ra để dùng ống nhòm quan sát tìm vị trí kẻ địch. Nhưng chưa kịp tìm vị trí của kẻ địch thì John đã ngất gọi mãi không dậy. Không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Vết thương của Isaac cũng càng ngày càng nặng. Anh chỉ có thể cố gắng chịu đau, dùng con dao moi viên đạn ra, rồi dùng băng gạc băng bó vết thương lại. Cũng vì mất sức quá nhiều, anh mệt quá mà đã ngủ thiếp đi. Lúc này bộ đàm đột nhiên phát ra tiếng nói, tưởng đó là của căn cứ gọi đến. Isaac liền thông báo tình hình của mình và yêu cầu họ gửi cứu viện đến. Đầu dây bên kia lập tức đồng ý và bảo anh im đấy đợi đội cứu viện đang trên đường đến. Đến bây giờ Isaac mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình sẽ được cứu. Một lúc sau bộ đàm lại truyền đến tiếng nói, bảo rằng cứu viện đã đến nơi, yêu cầu anh bắn pháo sáng để cung cấp vị trí. Isaac không nghi ngờ gì liền rút pháo sáng ra, nhưng trước khi bắn anh lại có chút do dự, vì làm thế kẻ địch sẽ phát hiện ra vị trí của mình. Lúc này đầu dây bên kia cũng đã để lộ sơ hở. Isaac cũng nhận ra giọng nói đó không phải là của người Mỹ, đó là giọng địa phương ở đây. Lúc này đầu dây bên kia cũng đã thừa nhận hắn chính là kẻ địch đã bắn anh. Hắn muốn dùng cách này để biết vị trí nhưng đã bị Isaac phát hiện. Suýt nữa bị lừa, anh vô cùng bực, nhưng cũng chỉ chửi được một câu chứ không thể làm gì hắn. Lúc này Isaac cũng bắt đầu dùng ống nhòm tìm vị trí của hắn, rồi tính toán khoảng cách bằng tiếng súng nổ và cả hướng bay của viên đạn bắn vào chân anh. Dựa vào những thứ đó, anh nghi ngờ hắn đang trốn trong thùng container. Giờ chỉ cần gọi cứu viện đến thả bom vào đấy là có cơ hội giết hắn. Lúc này anh đã phát hiện xác chết bên cạnh có một bộ vô tuyến. Giờ lấy được nó là anh sẽ gọi điện được về cho căn cứ. Nhưng giờ mà thò mặt ra là anh sẽ bị kẻ địch bắn chết. Thế là anh đã tạo một cái móc đơn giản, nhưng có vẻ cách này sẽ không khả thi. Lúc này nước của Isaac cũng đã hết. Nhìn lại thì bình nước của anh đã bị hắn bắn thủng, chứng tỏ tài năng bắn tỉa của hắn vô cùng đẳng cấp. Còn hắn thì liên tục khiêu khích anh, càng ngày anh càng bị hắn chọc tức. Cay quá, anh liền cầm súng lên quyết liều mạng với hắn. Nhưng giờ vị trí không biết thì liều mạng kiểu gì. Thế là anh lại quay ra tính toán vị trí và không ngừng nói chuyện với hắn để kéo dài thời gian. Trong lúc nói, anh liên tục nghe thấy tiếng miếng sắt kêu. Thế là anh liền quan sát và thấy miếng sắt ở đống rác phía trước luôn bị gió thổi đập vào nhau. Thế là anh đã chuyển hướng sang nghi ngờ hắn đang mai phục ở đống rác. Lúc này hắn cũng nói rằng mình chỉ là một thầy giáo tên Zuber chứ không phải tay bắn tỉa siêu hạng gì cả. Bức tường anh đang nói chính là ngôi trường hắn từng dạy, nhưng đã bị lính Mỹ bọn anh phá hỏng, mất chỗ học của đám trẻ nên hắn mới đến đây để trả thù. Vì để xác định rõ vị trí của Zuber, Isaac đã lấy chiếc mũ của mình, cả một chiếc áo để tạo một người giả, để dù hắn nổ súng từ đó sẽ quan sát được vị trí của Zuber. Nhưng hắn rất tỉnh, không hề mắc bẫy của Isaac. Lúc này gió càng lúc càng mạnh, bức tường Isaac đang ẩn náu cũng bắt đầu lung lay. Hình như đây là một cơn bão cát, nếu như lúc này anh hành động thì hắn không thể phát hiện ra. Thế là nhân lúc cơn bão đang thổi cát dày đặc, anh liền chạy sang chỗ xác chết kia, rồi vội lấy bộ vô tuyến và những vật dụng dùng được. Sau đó thì chạy quay lại bức tường. Zuber cũng đã phát hiện liền nổ súng tấn công, cũng may Isaac đã kịp chạy đến nơi an toàn. Sau đó anh liền thử dùng vô tuyến để liên lạc về cho căn cứ, nhưng không ngờ nó cũng đã bị Zuber bắn hỏng. Kiểm tra chiếc ống
nhòm thì Zuber cũng đã bắn vỡ kính từ lâu, quả nhiên hắn là một cao thủ bắn tỉa. Lúc này hắn lại điện đòi nói chuyện với Isaac, nhưng tín hiệu chập chờn làm anh không nghe rõ hắn nói gì. Cũng vào lúc này Isaac cũng đã phát hiện động tĩnh gì đó. Lần này là một tin vui vì John đã tỉnh lại sau hàng chục tiếng hôn mê bất tỉnh, rồi dùng mảnh gương để ra hiệu cho Isaac rằng mình còn sống. Ngay lập tức Isaac chỉ cho John vị trí của kẻ địch, đó là hướng 12 giờ chỗ đống sắt vụn. Sau đó John liền giơ tay ra lấy súng, còn Isaac liên tục nói chuyện với Zuber để kéo dài thời gian cho anh. Nhưng đột nhiên Zuber lại im lặng, chẳng có nhẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Cũng may một lúc sau hắn đã quay lại nói chuyện với Isaac, còn lúc này John vẫn đang từ từ với tay về phía khẩu súng. Cũng may là cơn bão cát lại kéo đến lần nữa, điều đó sẽ giúp anh tránh khỏi tầm nhìn của tên Zuber, mà lúc này hắn vẫn đang quan sát John nhưng không phát hiện gì. Sau một hồi cố gắng bò thì John cũng đã đến được chỗ khẩu súng, rồi dùng màu gương nhỏ xác định vị trí của Zuber, nhưng lúc này cơn bão cát đã qua đi. Giờ chỉ cần động đậy là John sẽ bị hắn phát hiện, dường như hắn cũng gần phát hiện ra anh. Nhưng Isaac vẫn luôn mồm nói chuyện, làm hắn cũng có chút phân tâm. Lúc này John cũng bắt đầu giơ khẩu súng lên, Isaac nhắc nhở anh hãy từ từ. Nhưng Isaac đã quên tắt bộ đàm làm Zuber nghe thấy câu anh vừa nói. Khi hắn sắp phát hiện Isaac đành bắn súng chỉ thiên phân tán sự chú ý. Còn John thì cũng bắt đầu bắn vài viên đạn về phía đống rác, nhưng vẫn không thể trúng hắn. Thậm chí anh lại bị hắn bắn thêm một viên vào bả vai. Điều này lại làm cho Isaac thêm phần tuyệt vọng. Anh hét lớn bảo John hãy chạy đến nơi an toàn. John cũng bắt đầu bò từng bước đến chỗ Isaac, nhưng ngay khi sắp đến nơi thì anh đã bị Zuber cho thêm một viên vào đầu. Vậy là John đã hy sinh. Lúc này Isaac đã nghĩ ra cách sửa bộ vô tuyến. Nó vô cùng đơn giản, chỉ cần anh lấy anten của chiếc máy anh lấy được, lắp vào chiếc máy vô tuyến của anh thế là xong, và thành công kết nối được với căn cứ. Nhưng không thể ngờ rằng tên Zuber đã giả danh anh và đang nói chuyện với người ở căn cứ, rồi bảo họ hãy cử trực thăng đến. Lúc này Isaac mới nhận ra tên Zuber luôn dùng chiêu giả danh này để gọi từng đội nhỏ đến đây, rồi lại giết hết như cách hắn đang làm với Isaac và John. Lúc này mặt trời cũng bắt đầu lặn. Isaac thử gọi cho Zuber nhưng không thấy hắn phản hồi. Anh cũng không thể ngồi yên được nữa. Sau đó anh đã buộc sợi dây vào một mảnh gỗ, cố quăng nó về phía John để lấy khẩu súng. Sau vài lần thử thì anh đã thành công, rồi ngắm thẳng về phía đống rác. Lúc này trực thăng Zuber giả danh anh gọi cũng đang bay đến đây. Còn Isaac vẫn đang tìm kiếm Zuber ở trong đống rác, nhưng đã bị bức tường che khuất. Isaac chỉ còn cách đánh liều xô đổ bức tường tránh đạn của mình. Lúc này Zuber cũng nổ súng tấn công giúp anh phát hiện ra vị trí của hắn. Anh liền nổ súng phản công. Sau tiếng súng của anh thì không còn thấy động tĩnh gì của hắn. Nghĩ rằng hắn đã chết, anh liền đứng dậy đón trực thăng. Nhưng mồm anh vẫn liên tục nói hắn đang mai phục ở trong đống rác. Binh lính không hề để ý đến lời nói đó, rồi cứ thế đưa anh lên trực thăng rời đi. Nhưng không ngờ Zuber vẫn chưa hề chết, mà hắn chỉ giả vờ để đánh lạc hướng họ. Ngay khi mọi người chủ quan, Zuber liền nổ súng bắn chết người lái trực thăng, làm trực thăng mất kiểm soát rơi xuống dưới. Vậy là lính cứu viện đã chết bao gồm cả Isaac, và Zuber vẫn còn sống tiếp tục ở đây mai phục đợi từng người lính Mỹ đến đây. Có lẽ Zuber mới là nhân vật chính của bộ phim này, và hắn sẽ luôn ở đây để giết bất kỳ lính Mỹ nào đặt chân đến mảnh đất của hắn. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!